Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Family và xin chúc các bạn một ngày tốt lành. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những thông tin về các loài rùa mai mềm, còn được gọi là con ba ba. Và loài ba ba hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chính là ba ba hoa hay còn gọi là ba ba trơn. Chúng có tên pháp danh khoa học là Pelodiscus sinensis, được nhà khoa học Wigman mô tả lần đầu tiên vào năm 1835. Chúng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN xếp vào danh sách các loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng ở mức sắp nguy cấp từ ngày 20 tháng 6 năm 2000. Ngày nay thì rất khó để xác định nguồn gốc địa lý chính xác của loài ba ba hoa. Do truyền thống từ rất lâu đời, chúng đã được sử dụng làm thực phẩm, dược liệu và đã lan truyền ra rất nhiều nơi trên khắp thế giới bởi những người di cư. Bạn có thể bắt gặp ba ba hoa ở quần đảo Ogasawara, Honshu, Shikoku, quần đảo Nensei và Shikoku ở Nhật Bản, ở Nam Triều Tiên, Lào, Thái Lan, Singapore, các địa phương như Bohol, Cebu, Leyte, Luzon, Mindanao, Mindoro và Panay ở Philippines, ở miền Đông và vùng bán đảo của Malaysia, ở Kalimantan, Sumatra và Tây Timor ở Indonesia, ở Đông Timor và cả ở Iran. Chúng còn được lan truyền tới tận Pará ở Brazil, Tây Ban Nha và đảo Guam, quần đảo Bắc Mariana và Oahu ở Hawaii, Hoa Kỳ. Và tất nhiên chúng nó cũng sinh sống tại nước Việt Nam ta. Không những thế, ba ba hoa còn là loài ba ba phổ biến nhất ở Việt Nam. Mai của ba ba hoa khá là nhẵn nhụi, thế cho nên mới có tên là ba ba trơn. Còn cái tên ba ba hoa là bởi chúng được cho rằng có nguồn gốc từ nước Trung Hoa. Mai của chúng có màu ô liu và có thể có những đốm màu sẫm. Phần dưới mai có màu đỏ cam và cũng có những con có các đốm đen lớn. Các chi và đầu cũng có những đặc điểm tương tự như vậy. Chúng còn có những đốm đen trên đầu và những đường sẫm màu tỏa ra từ mắt. Phần cổ có đốm và có thể có những vạch nhỏ sẫm màu ở hàm. Một cặp đốm sẫm màu sẽ được tìm thấy ở phía trước của đuôi, cũng như một dải màu đen ở phía sau của mỗi đùi, và bốn chân đều có màng. Những con cái có thể dài tới 33 cm, trong khi những con đực thì nhỏ hơn, chỉ 27 cm. Nhưng con đực thì lại có đuôi dài hơn con cái. Chúng đạt tuổi trưởng thành khi được 4 đến 5 tuổi và khi đạt độ dài mai khoảng 18 đến 19 cm. Với chiếc mai nhẹ, trơn nhẵn cho phép chúng di chuyển rất dễ dàng và linh hoạt ở trong các vùng nước hoặc đáy hồ đầy bùn. Ba ba hoa sống được ở cả trong vùng nước ngọt và nước lợ. Ta sẽ tìm thấy chúng ở sông, hồ, ao, đầm lầy, kênh rạch có những dòng chảy chậm. Khẩu phần ăn của chúng chủ yếu là thịt và xác động vật. Chúng còn ăn động vật giáp xác, động vật thân mềm, côn trùng và các loại hạt của cây sống tại đầm lầy đều được tìm thấy trong dạ dày của chúng. Với chiếc mõm dài và lỗ mũi giống như những chiếc ống thở của người thợ lặn, ba ba hoa có thể lặn với ống thở ở vùng nước nông. Khi nghỉ ngơi, chúng thường nằm dưới đáy, vùi mình trong cát hoặc bùn, chỉ ngẩng đầu lên để thở hoặc rình mồi. Ba ba hoa có thể sống ở vùng nước lợ bởi cơ thể của chúng có thể tạo ra một loại protein cho phép chúng tiết ra ure từ miệng. Sự thích nghi này giúp chúng tồn tại trong môi trường nước lợ bởi chúng có thể bài tiết ure mà không cần uống quá nhiều nước vào cơ thể, thay vì loại bỏ ure bằng cách đi tiểu như đa số các loài rùa khác. Điều này làm mất nước đáng kể, thì chúng chỉ cần xúc miệng trong nước là xong. Trong một video trên kênh Hoàng Long Family, mình có chia sẻ cách thở bằng hậu môn của loài rùa, thì nay chúng ta còn biết thêm cách đi tiểu bằng miệng của ba ba. Vậy mới thấy loài rùa là một loài động vật đầy những bất ngờ, đúng không nào? Khi bị khiêu khích thì ba ba hoa còn có khả năng bài tiết chất dịch có mùi hôi từ các lỗ chân lông ở rìa trước của mai. Ba ba hoa thường giao phối ở bề mặt hoặc ở dưới nước. Con đực sẽ giữ mai của con cái bằng các chi trước và cũng có thể cắn vào đầu, cổ và các chi của con cái. Con cái có thể giữ lại tinh trùng trong gần 1 năm sau khi giao phối để tự quyết định thụ tinh cho trứng khi điều kiện môi trường thuận lợi. Con cái sẽ đẻ từ 8 đến 30 quả trứng trong một ổ và có thể đẻ từ 2 đến 5 ổ mỗi năm. Trứng thì có hình cầu giống như loài rùa biển và đường kính trung bình khoảng 20 mm. Sau thời gian ấp khoảng 60 ngày, cũng có thể dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào nhiệt độ, trứng sẽ nở. Chiều dài và chiều rộng của con non đều là 25 mm và cũng giống như loài rùa vân gỗ, giới tính của ba ba hoa con sẽ không được xác định bởi nhiệt độ ấp mà được di truyền. Hiện tại chúng đang phải đối mặt với sự đe dọa tuyệt chủng bởi nguyên nhân bị mất môi trường sống và bị săn bắt để làm thức ăn, như món súp ba ba nổi tiếng. Hàng triệu con hiện đang được nuôi nhốt tại các trang trại, đặc biệt nuôi nhiều nhất là ở Trung Quốc, để phục vụ ngành công nghiệp thực phẩm. Với quy mô toàn cầu thì ba ba hoa là một loài rùa mai mềm quan trọng nhất về hiệu quả kinh tế. Theo số liệu thu thập được từ 684 trại nuôi rùa của Trung Quốc, họ đã bán hơn 91 triệu con ba ba hoa mỗi năm, chiếm một nửa trong số 1.499 trang trại nuôi rùa đã đăng ký giấy phép ở Trung Quốc. Số lượng thực tế có thể là sẽ cao gấp đôi. Ở Nhật Bản, chúng có thể được hầm với mì hô tô và được phục vụ như một món ngon bổ rẻ vào mùa đông. Trong môi trường nuôi nhốt thì nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng thường là bị thương do bị rơi hoặc va đập. Chúng còn rất dễ bị nấm mai. Trong điều kiện nuôi nhốt thì chúng sẽ ăn cá tươi và cá đóng hộp, thức ăn cho chó, thịt bò, chuột, ếch và cả thịt gà. Nhưng cái khó là thường thì chúng sẽ không ăn thức ăn sẵn dành cho các loài rùa. Ba ba hoa sẽ cắn bạn rất đau nếu bị khiêu khích, nhưng thường lát sau sẽ nhả ra chứ không cắn dai. Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn thông tin về loài ba ba hoa, là loài ba ba phổ biến số 1 tại Việt Nam. Video này đến đây là hết. Các bạn có thể xem các video khác của mình qua hình thu nhỏ dưới đây. Đừng quên ấn subscribe và nút chuông thông báo để đón xem những video mới vào 8 giờ tối thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.